Xin chào, tôi và Hường quay lại rồi đây. Với 5 năm kinh nghiệm trong việc kiếm tiền online thì hôm nay Hường sẽ chia sẻ cho các bạn những cách kiếm tiền online không cần bỏ vốn. Đầu tiên là những cách kiếm tiền ngắn hạn một cách dễ dàng, đơn giản như là giới thiệu người khác đăng ký một tài khoản Momo và chúng ta nhận về 200.000. Hoặc là những cách đơn giản như là giới thiệu người ta sử dụng một cái sàn giao dịch nào đó, ví dụ sàn Remitano hoặc là những cái sàn về Forex v.v. Đấy là những cách nói trong ngắn hạn thôi. Còn về dài hạn, những cái cách kiếm tiền online không cần bỏ vốn như sau. Số 1 là các bạn có thể là đi lấy các sản phẩm ở trên Shopee và quảng bá. Hiện nay trên Shopee có nhiều sản phẩm thú vị và bán với giá rất là thấp. Những người họ lấy giá sỉ về và họ để ở trên Shopee bán, họ cũng làm sẵn video rồi. Chúng ta lấy cái video đó, chúng ta đi quảng cáo, đăng lên cái fanpage của chúng ta và bán lẻ lại cho khách hàng với giá cao hơn. Đương nhiên là chúng ta giới thiệu những khách hàng họ có nhu cầu và quảng bá thì họ cũng rất là vui để mua từ fanpage của chúng ta. Đấy là cái việc là các bạn lên Shopee tìm những cái sản phẩm thú vị và đem bán cho người khác, làm một cái fanpage để bán. Cách số 2 là chúng ta có thể là mở các khóa học đào tạo về một cái kỹ năng nào đó của bản thân. Ví dụ các bạn giỏi tập yoga, hoặc là các bạn giỏi sử dụng máy tính, giỏi lập trình, nấu ăn, ví dụ giỏi làm đẹp, giỏi massage, hoặc là giỏi chạy bộ chẳng hạn. Có rất là nhiều kỹ năng và trên thị trường người ta rất là cần. Đối với các bạn có thể đơn giản nhưng khá là nhiều người cần đấy. Gọi là bán các khóa học của bản thân mình. Mình có cái gì hay thì mình dạy cho người khác và mình tạo thêm một cái dòng thu nhập. Đặc biệt là trong mùa dịch như thế này thì cái việc ngồi ở nhà và dạy thông qua internet, qua Zoom, qua video thì rất là tuyệt vời đúng không? Cách số 3, các bạn có thể là các bạn hãy viết sách. Viết sách về, có thể là về lĩnh vực các bạn làm chuyên gia, hoặc là viết về những cái trải nghiệm cuộc sống, hoặc là viết những cái câu chuyện mà các bạn có thể là nó hơi vui một tí, thơ văn. Thông thường thì người ta viết về những cái trải nghiệm cuộc sống thì nó sẽ dễ viết nhất. Các bạn có thể viết những cuốn sách và xuất bản nó ra và đi quảng bá, bán trên mạng. Cách số 4 đó là chúng ta xây những cái kênh YouTube hoặc là xây dựng những cái fanpage có lượng follow lớn. Đặc biệt là các bạn làm một cái kênh YouTube và chia sẻ một cái kỹ năng nào đó để kênh YouTube của các bạn lên, và ai đó đặt quảng cáo vào cái kênh của bạn thì bạn sẽ nhận được một cái khoản thu nhập. Thì đấy là có nguồn thu nhập nhờ vào việc là có ai đó đặt link sản phẩm của họ vào cái kênh của mình. Một cách nữa là các bạn bán hàng online. Bán hàng online cũng là một cái cách kiếm tiền online đúng không? Và một cách rất đặc biệt Hường đang tham gia, nếu các bạn mong muốn thì Hường sẽ chia sẻ nhiều hơn về mảng này. Đó là mảng tiếp thị liên kết. Ở trên thế giới người ta gọi là affiliate marketing. Mảng này thì mình bán rất là nhiều sản phẩm, trên trái đất này có sản phẩm gì mà mình cảm thấy phù hợp với cái tệp khách hàng của mình thì mình có thể bán cho họ. Và điều đặc biệt là làm tiếp thị liên kết thì các bạn không cần phải đụng tới cái việc tạo ra sản phẩm. Tức là các bạn bán sản phẩm cho người khác, không bận tâm về quá trình giao hàng, chăm sóc khách hàng. Và khi làm affiliate marketing thì các bạn không phụ thuộc bất kỳ một cái sản phẩm nào. Và chúng ta, cái việc của chúng ta là xây dựng tệp khách hàng của mình. Thì nếu như các bạn quan tâm tới tiếp thị liên kết, và đặc biệt là tiếp thị liên kết ở thị trường nước ngoài và không cần bỏ vốn, thì các bạn có thể là xây những kênh YouTube và đặt link affiliate của chúng ta vào để chúng ta kiếm được thu nhập có thể là từ vài trăm đô một tháng cho đến vài chục nghìn đô mỗi tháng, không giới hạn. Và cái việc của chúng ta phải kiên trì. Nhân đây thì Hường cũng giới thiệu cho các bạn đến một cái bộ video ở phần mô tả video này hoặc là phần đề xuất ở cái video này. Các bạn sẽ thấy là cái bộ video hướng dẫn làm thế nào để có thể xây một cái kênh YouTube và làm affiliate, tức là xây một kênh YouTube bán hàng cho người khác và nhận hoa hồng. Nó mang tính chất dài hạn, và khi mà chúng ta xây dựng được một kênh YouTube thì chúng ta bán rất là nhiều sản phẩm và cũng không lo về quá trình giao hàng, không cần chăm sóc khách hàng. Bạn có thể xây một cái kênh bán hàng cho người Mỹ, người Việt Nam kiếm tiền Mỹ. Nếu các bạn quan tâm hãy follow ngay vào cái danh sách và làm theo những cái video Hường hướng dẫn trong kênh YouTube. Hường để trong cái phần mô tả danh sách phát đó nha. Hãy làm theo thứ tự. Đừng quên là hãy follow cái Facebook cá nhân của Hường, Tomato Hường, cũng như là tham gia vào cái nhóm Startup Lên Tờ Đi. Hường sẽ chia sẻ nhiều hơn về Affiliate Marketing, một nhóm chia sẻ miễn phí dành cho các bạn.